Hello mọi người, có thể đây là chiếc quần khiến mình hối hận khi phải mua trong thời điểm này. Đang là mùa hè, trời thì nóng nực, vậy mà mình chọn mua một chiếc quần vải dù để mặc. Nhưng mà thôi kệ, để dành mùa mưa lấy ra mặc cũng hợp lý phết. Điểm nổi bật của chiếc quần này mà khiến mình thích là nằm ở cái chỗ dây rút. Đùi ông nào mà to to giống mình à, cứ tăng chỉnh cái chỗ này là hợp lý luôn, đỡ phải lăn tăn. Như đã nói, quần này thì làm từ chất liệu vải dù, nên là lớp ngoài cùng có khả năng chống nước, chống mưa. Còn bên trong thì có phủ thêm một lớp lưới, tạo cho cảm giác mặc thoáng mát hơn. Nhìn tổng thể thì mặc quần này sẽ tôn dáng mình lên, còn về chất liệu thì phải theo mùa mặc nó sẽ thoải mái hơn. Còn bạn nào tính chất công việc suốt ngày trong máy lạnh thì chọn quần này là vô tư. Về màu sắc, kiểu dáng, trend thì mình thấy quần này không có cầu kỳ, kiểu basic á, nên là rất dễ phối được những cái áo thun khác. Quần có nhiều size và màu, mọi người cứ lên web của Deray xem thêm nhé.